Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Hôm nay thứ tư, ngày 25 tháng 4 năm 2018, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Lễ kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt năm 1968-2018 và khai mạc lễ hội Hoa Lư năm 2018. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh tiếp đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cuba tại Việt Nam. Hội thi học viên giỏi lý luận chính trị lần thứ nhất năm 2018. Thưa quý vị và các bạn, tối qua ngày 24 tháng 4, tại khu di tích lịch sử văn hóa cổ đô Hoa Lư, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình đã diễn ra lễ kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt và lễ hội Hoa Lư năm 2018 với chủ đề Rực sáng thiên anh hùng ca Đại Cồ Việt. Dự lễ có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại biểu các bộ ban ngành ở Trung ương, tỉnh Ninh Bình cùng hàng ngàn người dân địa phương. Vào mùa xuân năm 1968, cách đây 1050 năm, trên mảnh đất Hoa Lư, địa linh nhân kiệt, Vạn Thẳng Vương Đinh Bổ Lĩnh, người con ưu tú của quê hương Ninh Bình, sau khi hoàn thành sứ mệnh đánh dẹp và thu phục 12 sứ quân thống nhất đất nước, lên ngôi hoàng đế, đình đô ở Hoa Lư, đặt tên nước là Đại Cồ Việt, mở ra một trang sử vẻ vang cho dân tộc sau hơn 1.000 năm đấu tranh giành độc lập. Đó là kết tinh hồi tụ của ý chí tự lực tự cường, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, của hồn thiêng sông núi và tình yêu quê hương đất nước cháy bỏng ngàn đời. Qua bao thăng trầm của đất nước, mảnh đất cổ đô Hoa Lư ngày nay còn lưu giữ nhiều di sản văn hóa của nhà nước Đại Cồ Việt, là tài sản vô cùng quý báu, nguồn lực vật chất, tinh thần quan trọng của tỉnh, của quốc gia. Cổ đô Hoa Lư đã được công nhận là di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt, là một trong ba khu vực hợp thành quần thể danh thắng Tràng An, được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, di sản hỗn hợp đầu tiên ở Đông Nam Á. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh, kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt là sự kiện chính trị quan trọng có ý nghĩa quốc gia và tầm quốc tế sâu sắc, góp phần tôn vinh, tri ân và làm sâu sắc vị trí, vai trò, giá trị đặc biệt của Nhà nước Đại Cồ Việt, công lao to lớn của Đinh Tiên Hoàng đế và các bậc tiền nhân trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Đại lễ kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt được tỉnh Ninh Bình long trọng tổ chức với chủ đề Rực sáng thiên anh hùng ca Đại Cồ Việt. Chương trình mang tầm vĩ mô, nhiều điểm nhấn, tập trung những nét đặc trưng nhất về lịch sử Nhà nước Đại Cồ Việt cũng như đất và người Ninh Bình. Tại buổi lễ, các đại biểu đã thưởng thức chương trình nghệ thuật với nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, trong đó đặc biệt khắc họa vai trò của Đinh Bổ Lĩnh, người con ưu tú của quê hương Ninh Bình, và chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa tầm cao trong thời gian 15 phút. Lễ hội Hoa Lư năm 2018 diễn ra đến hết ngày 27 tháng 4. Sáng nay, ngày 25 tháng 4, tức ngày 10 tháng 3 âm lịch, tại Điện Kỉnh Thiên, trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ thay mặt đồng bào cả nước tổ chức trọng thể lễ dâng hương tưởng niệm các vua hùng. Tham dự lễ dâng hương có Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình, đại diện các bộ ngành, cơ quan trung ương, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ và lãnh đạo bốn tỉnh góp dỗ gồm Thái Nguyên, Quảng Nam, Bình Dương và Kiên Giang. Dỗ tổ Hùng Vương, ngày lễ trọng đại của cả dân tộc, đã trở thành tình cảm thiêng liêng, in sâu trong tâm khảm của mỗi người Việt Nam, dù ở trong nước hay nước ngoài, là biểu tượng của giá trị văn hóa tinh thần vô cùng độc đáo và sâu sắc, thể hiện tinh thần đại đoàn kết, đạo lý truyền thống tốt đẹp, uống nước nhớ nguồn, nhớ về tổ tông, về nghĩa đồng bào, để cùng nhau làm nên sức mạnh Việt Nam trong tiến trình dựng nước và giữ nước vẻ vang của dân tộc. Trước anh linh của vua Hùng, thay mặt ban tổ chức và đồng bào cả nước, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ Bùi Minh Châu, chủ lễ dỗ tổ Hùng Vương năm 2018, đọc chúc văn khẳng định ý nghĩa to lớn của ngày dỗ tổ Hùng Vương, ca ngợi khắc ghi công đức cha rồng mẹ tiên, công lao trời biển của các vua hùng, ca ngợi tinh thần cuột khởi kiên cường của các bậc tiền nhân đã không tiếc xương máu đánh đuổi giặc ngoại xâm, giữ gìn đất nước và tinh thần anh dũng của toàn quân toàn dân trong cả cuộc kháng chiến giành độc lập tự do của tổ quốc. Đồng thời kính cáo trước anh linh các bậc tiền nhân về những thành tựu to lớn mà đất nước đạt được trong công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế,
khẳng định lớp lớp thế hệ con cháu Lạc Hồng sẽ luôn đoàn kết một lòng dưới sự lãnh đạo của Đảng, vượt qua khó khăn thách thức, nắm bắt thời cơ vận hội, phát huy truyền thống chỉ nhân đại nghĩa, tinh thần sáng tạo thông minh, ra sức thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 đã đề ra, quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp, văn minh, góp phần vì hòa bình hữu nghị trong khu vực và trên thế giới. Với tấm lòng thành kính tri ân công đức tổ tiên, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan trung ương, các địa phương, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ, lãnh đạo các tỉnh góp giỗ đã vào thường cung dâng hương, hoa, lễ vật tri ân, tưởng nhớ công đức của các vua hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước, mở mang bờ cõi, đánh đuổi giặc ngoại xâm, giữ gìn non sông để con cháu xây dựng nước Việt Nam giàu mạnh, cầu mong cho xã tắc thịnh vượng, quốc thái dân an, bách gia trăm họ, vạn đài trường tồn. Tiếp đó, Thủ tướng Chính phủ và các đại biểu đã đặt vòng hoa thắp hương tại Lăng Hùng Vương, thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các chiến sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc bên bức phủ điêu Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ, đại đoàn quân tiên phong tại ngã năm đền giếng. Ngay sau lễ dâng hương, tại các đền của khu di tích, hàng triệu con dân đất Việt trên mọi miền Tổ quốc, kiều bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế đã thề tựu thành kính tri ân công đức tổ tiên, dâng hương tưởng niệm các vua hùng và tham gia các hoạt động lễ hội, các trò chơi dân gian. Với đạo lý uống nước nhớ nguồn, ngày 24 tháng 4, thành phố Đồng Hới đã tổ chức dâng hương tại nhà truyền thống thành phố nhân dịp giỗ tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3 âm lịch. Tham dự có đồng chí Lê Văn Phúc, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới. Giỗ tổ Hùng Vương hàng năm là ngày lễ truyền thống của người Việt nhằm mục đích tưởng nhớ công ơn các vua hùng đã có công dựng nước và giữ nước. Trước anh linh của tổ tiên của các bậc tiền liệt đã có công khai khẩn và tạo dựng quê hương và anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ và nhân dân thành phố Đồng Hới nguyện nêu cao truyền thống uống nước nhớ nguồn, củng cố vững chắc khối đoàn kết toàn dân trên diện một lòng ra sức thi đua lập thành tích xuất sắc để xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh. Trong chuyến thăm và làm việc tại Quảng Bình, sáng nay ngày 25 tháng 4, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cuba tại Việt Nam, bà Leonid Torres Rivera và phu quân đã đến chào xã giao lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình và đại diện lãnh đạo các sở ngành liên quan. Tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh bày tỏ sự vui mừng khi được tiếp đón Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cuba tại Việt Nam và phu quân đến thăm và làm việc tại Quảng Bình, đồng thời cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà chính phủ và nhân dân Cuba đã dành cho Việt Nam trong suốt mấy chục năm qua. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định mối quan hệ giữa Việt Nam Cuba là mối quan hệ hữu nghị đặc biệt và Bệnh viện hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới là một trong những biểu tượng của tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt đó. 44 năm đã trôi qua, nhưng hình ảnh về vị lãnh tụ của đất nước Cuba Fidel Castro vẫn in sâu trong trái tim của nhiều người dân Quảng Bình. Phát huy mối quan hệ hữu nghị son sắt, tình đoàn kết thủy chung giữa hai đất nước Việt Nam Cuba mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Fidel Castro dày công vun đắp. Trong những năm qua, tỉnh Quảng Bình và phía Cuba đã thường xuyên trao đổi liên tục, tiếp tục các hoạt động tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực, nhất là lĩnh vực y tế. Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài mong muốn trong thời gian tới, Cuba tiếp tục giúp đỡ, hỗ trợ Quảng Bình trong việc khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho người dân, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và chuyển giao khoa học kỹ thuật cho đội ngũ cán bộ y bác sĩ tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới. Trên cơ sở thông tin tình hình kinh tế xã hội và những tiềm năng lợi thế của tỉnh, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị Cuba và Quảng Bình sẽ tăng cường hơn nữa sự kết nối hợp tác phát triển trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực du lịch. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cuba tại Việt Nam, bà Leonid Torres Rivera đã cảm ơn sự tiếp đón nồng hậu của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình đối với đoàn công tác và bày tỏ sự vui mừng khi nhận thấy Quảng Bình đã có những bước phát triển vượt bậc kể từ sau chiến tranh đến nay. Bà Leonid Torres Rivera khẳng định mối quan hệ giữa hai nước Cuba và Việt Nam là mối quan hệ trong sáng, thủy chung, mãi mãi trường tồn. Về phía Cuba, luôn sẵn sàng hợp tác với Việt Nam nói chung và tỉnh Quảng Bình nói riêng, đồng thời tiếp tục hỗ trợ giúp đỡ tỉnh Quảng Bình trên các lĩnh vực mà Cuba có thể hỗ trợ, như chăm sóc sức khỏe ban đầu, nghiên cứu về gen, công nghệ sinh học và một số lĩnh vực khác. Ngay sau khi chào xã giao lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cuba tại Việt Nam, bà Leonid Torres Rivera và phu quân đã đến dự lễ ra mắt các chuyên gia Cuba sang hỗ trợ khám chữa bệnh, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới.
Dự lễ ra mắt về phía lãnh đạo tỉnh Quảng Bình có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới là món quà ý nghĩa mà đất nước Cuba anh em đã dành tặng cho nhân dân Quảng Bình. Sau 37 năm đi vào hoạt động và phát triển, đến nay, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới là bệnh viện trung ương hạng 1 trực thuộc Bộ Y tế quản lý với 39 khoa phòng, 717 cán bộ công chức, viên chức và người lao động. Để tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác đối với đất nước Cuba, đồng thời nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân Quảng Bình và các vùng phụ cận, bệnh viện đã hợp tác mời 3 chuyên gia Cuba sang làm việc ở các lĩnh vực tim mạch can thiệp, chấn thương chỉnh hình và ngoại thần kinh. Thời gian hợp đồng đối với mỗi chuyên gia là 2 năm. Chương trình hợp tác này không chỉ tạo điều kiện cho người dân Quảng Bình và các địa phương lân cận được tận hưởng các kỹ thuật cao trong điều trị các bệnh hiểm nghèo, mà còn giúp cho bệnh viện phát triển các chuyên khoa mũi nhọn, đào tạo nguồn cán bộ có chuyên môn sâu để đáp ứng nhu cầu phát triển toàn diện của bệnh viện trong giai đoạn mới. Phát biểu tại lễ ra mắt, đại diện chuyên gia Cuba sang hỗ trợ khám chữa bệnh, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới bày tỏ vinh dự khi được sang làm việc tại đất nước Việt Nam anh em, đặc biệt là được trực tiếp làm việc tại tỉnh Quảng Bình, nơi mà 44 năm trước, Chủ tịch Cuba Fidel Castro đã đến thăm và quyết định xây dựng bệnh viện ở đây. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Quảng Bình, đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đánh giá cao chuyển thăm và làm việc của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cuba tại Việt Nam ở Quảng Bình lần này. Đây là chuyến công tác đầu tiên của bà Leonid Torres Rivera trong nhiệm kỳ mới của mình. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ từ phía Cuba đối với Việt Nam trong suốt thời gian qua, đặc biệt là việc tạo điều kiện để các bác sĩ, chuyên gia y tế Cuba sang làm việc tại Quảng Bình. Đồng chí Trần Tiến Dũng cũng bày tỏ vui mừng khi Quảng Bình được đón các chuyên gia Cuba sang hỗ trợ khám chữa bệnh và chuyển giao kỹ thuật tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới và khẳng định về phía tỉnh Quảng Bình sẽ tiếp tục hỗ trợ kinh phí để mời các chuyên gia Cuba sang làm việc. Đồng thời đề nghị Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới tạo mọi điều kiện thuận lợi để các chuyên gia Cuba yên tâm công tác. Đối với đội ngũ cán bộ y bác sĩ bệnh viện cần tiếp tục nỗ lực trau dồi chuyên môn nghiệp vụ và nâng cao trình độ ngoại ngữ để làm việc tiếp nhận kỹ thuật từ phía các chuyên gia Cuba. Dịp này, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cuba tại Việt Nam, bà Leonid Torres Rivera đã đến thăm và tặng quà một số bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới. Hôm nay ngày 25 tháng 4, xã Văn Hóa huyện Tuyên Hóa tổ chức công bố quyết định xã đạt chuẩn nông thôn mới và đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh Đinh Lang Lễ Sơn. Đồng chí Lê Minh Ngân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh đến dự và trao bằng công nhận cho xã Văn Hóa. Trong những năm qua, xã Văn Hóa đã tập trung huy động gần 78 tỷ đồng để đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng và phát triển sản xuất. Đến nay, hệ thống giao thông trên địa bàn xã đã được bê tông hóa trên 90%, cơ sở vật chất trường học, trạm y tế, trụ sở xã và hệ thống nhà văn hóa các thôn được đầu tư xây dựng khang trang. Xã đã tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, đẩy mạnh phát triển ngành nghề, dịch vụ thương mại, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Thu nhập bình quân đầu người hiện nay đạt 27,8 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 3,3%. Trên địa bàn xã có 8 trên 10 khu dân cư văn hóa, 5 trên 5 cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa. Trên 81 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Đến cuối năm 2017, xã Văn Hóa đã hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí và được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tại buổi lễ, đồng chí Lê Minh Ngân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trao bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới và trao bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh Đình Làng Lễ Sơn cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Văn Hóa. Đình Làng Lễ Sơn được xây dựng khoảng từ thế kỷ 16 đến trước năm 1757, là nơi để thờ bản thổ Thanh Hoàng, Tiền Khai Canh, Hầu Khai Canh, các nhân vật khoa bảng Đỗ Đạt làm quan được triều đình sắc phong và giao cho làng Củng Tế. Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, Đình Làng Lễ Sơn là nơi thành lập chi bộ đảng đầu tiên của xã Văn Hóa, là nơi sơ tán của trường trung cấp sư phạm Quảng Bình và các cơ quan, đơn vị của tỉnh. Chính những giá trị văn hóa lịch sử ấy, năm 2012, Đình Làng Lễ Sơn được Ủy ban Nhân dân tỉnh xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh. Hiện nay, Đình Làng đã được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Văn Hóa đầu tư xây dựng từ nguồn vốn xã hội hóa với tổng kinh phí gần 6 tỷ đồng. Công trình hoàn thành đáp ứng mong mỏi của các thế hệ con em Làng Lễ Sơn, xã Văn Hóa. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp nối với một số thông tin đáng quan tâm khác. Hoạt động văn hóa thể thao của các lễ hội trên địa bàn tỉnh.
hội thi học viên giỏi lý luận chính trị lần thứ nhất năm 2018. Sáng nay, ngày 25 tháng 4, tại bãi biển Nhật Lệ, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, tour 1 giải bóng chuyền bãi biển toàn quốc năm 2018 đã chính thức khai mạc. Dự lễ khai mạc có đồng chí Lê Văn Phúc, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới, đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tham gia giải có 31 đội bóng chuyền bãi biển nam, nữ đến từ 12 tỉnh thành phố ngành trên toàn quốc, trong đó có 16 đôi nữ và 15 đôi nam. Giải diễn ra từ ngày 25 đến 28 tháng 4. Đây là dịp để các vận động viên bóng chuyền bãi biển thi đấu cọ sát, tích lũy kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn và nhằm động viên thúc đẩy phong trào bóng chuyền bãi biển trên toàn quốc ngày càng phát triển. Bên cạnh đó, tour 1 giải bóng chuyền bãi biển toàn quốc năm 2018 cũng là dịp để Quảng Bình giới thiệu quảng bá về văn hóa con người và du lịch đến với du khách trong và ngoài nước, nhất là tiềm năng giá trị của du lịch biển. Cũng trong sáng nay ngày 25 tháng 4, Ủy ban nhân dân huyện Minh Hóa đã tổ chức khai mạc giải bóng chuyền năm 2018. Giải bóng chuyền là hoạt động diễn ra đầu tiên khai mạc cho tuần lễ văn hóa thể thao du lịch và hồi rằm tháng 3 năm 2018 của huyện Minh Hóa. Giải bóng chuyền huyện Minh Hóa năm nay có 17 đội tham gia tranh tài với trên 200 vận động viên đến từ các cơ quan, ban ngành của huyện, các xã, thị trấn và các trường học trên địa bàn. Trong đó có 13 đội bóng chuyền nam và 4 đội bóng chuyền nữ. Với thể thức chia bảng đấu vòng tròn tính điểm, chọn ra hai đội nhất nhì ở mỗi bảng vào thi đấu ở trận bán kết và chung kết. Trên tinh thần thi đấu giao hữu, trong ngày khai mạc, các đội bóng chuyền đã thể hiện tinh thần thi đấu hết mình, cống hiến những pha bóng hay, đẹp mắt, thu hút đông đảo khán giả đến xem và cổ vũ. Theo kế hoạch, giải bóng chuyền huyện Minh Hóa năm nay diễn ra trong 6 ngày. Trận chung kết và trao giải sẽ được tổ chức vào lúc 7 giờ ngày 30 tháng 4. Nằm trong chuỗi các hoạt động của Tuần Văn hóa Du lịch Đồng Hới năm 2018, sáng nay, ngày 25 tháng 4, thành phố Đồng Hới đã tổ chức hội cù truyền thống, thu hút đông đảo người dân đến xem và cổ vũ. Hội cù là một lễ hội truyền thống thường được tổ chức vào dịp tháng riêng của làng Trần Ninh xưa, nay là phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới. Năm 2016, lễ hội cù của phường được nâng cấp lên thành lễ hội truyền thống cấp thành phố và trở thành điểm nhấn trong chuỗi các hoạt động của Tuần Văn hóa Du lịch Đồng Hới được tổ chức thường niên. Hội cù chia làm hai phần, phần lễ được tổ chức tại miếu Thành Hoàng, phường Đồng Phú với nghi lễ rước cù trang trọng, phần hội tổ chức tại sân vận động. Lễ hội cập cù thể hiện tinh thần thượng võ và nét văn hóa dân gian đặc sắc của dân tộc, nhắc nhở về nguồn cội và bày tỏ mong ước cho mùa màng bội thu, con dân phát đạt về khoa bảng. Hoạt động này càng có ý nghĩa trong những ngày lễ lớn của quê hương đất nước, tạo không khí vui tươi phấn khởi và động viên nhân dân tiếp tục thi đua, lao động sản xuất, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 25 tháng 4, tại xã Sơn Trạch, Ủy ban nhân dân huyện Bố Trạch phối hợp với Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng tổ chức khai mạc lễ hội đua thuyền lần thứ 2, hội thi cá trắm sông Son và liên hoan ẩm thực năm 2018. Lễ hội được tổ chức trong 2 ngày 25 và 26 tháng 4 với nhiều hoạt động hấp dẫn mang đậm bản sắc truyền thống của quê hương. Được tổ chức lần đầu vào năm 2016 dựa trên sáng kiến của Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng, lễ hội đua thuyền truyền thống và hội thi cá trắm sông Son là lễ hội được tổ chức thường niên nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của người dân địa phương. Mở đầu chuỗi hoạt động của lễ hội là màn diễu hành thuyền du lịch nhằm tôn vinh thuyền du lịch đẹp và lái thuyền an toàn. Khác với mọi năm, năm nay các thuyền du lịch Phong Nha tham gia diễu hành không sử dụng vật liệu gỗ mà là thuyền được chế tạo từ vật liệu tái tạo thân thiện với môi trường, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. Cùng với đó, trong ngày đầu tiên của lễ hội, các phần thi ném rìu vào lửa, thi kéo co, thi vượt rong, xách chuỗi cho cá đã thu hút sự tham gia đông đảo của người dân xã Sơn Trạch và sự chú ý của du khách khi đến với di sản thiên nhiên thế giới, vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Ngày 26 tháng 4, lễ hội sẽ tiếp tục với các hoạt động đua thuyền truyền thống, thi bắt cá, thi cá to, thi kho cá và liên hoan ẩm thực với sự có mặt và đồng hành của vua đầu bếp Việt Nam năm 2015 Nguyễn Thanh Cường. Lễ hội đua thuyền truyền thống lần thứ 2, hội thi cá trắm sông Son và liên hoan ẩm thực năm 2018 sẽ tạo nên dấu ấn đậm nét trong mùa du lịch năm 2018 tại Phong Nha - Kẻ Bàng, góp phần đưa du lịch của huyện Bố Trạch ngày càng phát triển. Thưa quý vị và các bạn, lễ hội đường phố các Carnival Quảng Bình vừa diễn ra với vẻ đẹp đầy sắc màu và sống động đã thu hút hàng ngàn người dân và du khách thập phương đến tham gia. Đây được xem là điểm nhấn của Tuần Văn hóa Du lịch Đồng Hới và là sự kiện mở đầu cho mùa du lịch của Quảng Bình. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại hiện trường. Thưa quý vị và các bạn đang thấy thì rất đông người dân và khách du lịch đang có mặt tại chân cầu Nhật Lệ 1 để được chiêm ngưỡng vẻ đẹp đầy sắc màu và lộng lẫy của các Carnival Quảng Bình năm 2018.
với gần 1.000 nghệ sĩ vũ công, người mẫu chuyên và không chuyên, các nghệ nhân dân gian đã mang đến một màn diễu hành đường phố đặc sắc, mở đầu cho mùa du lịch Quảng Bình năm 2018. 4 đoàn diễu hành đi qua 4 tuyến phố được xem là lớn nhất của thành phố Đồng Hới và quy tụ tại chân cầu Nhật Lệ 1. Những trang phục đầy sắc màu, cầu kỳ và lộng lẫy thể hiện sức sống bền bỉ và gắn chặt với đời sống tinh thần của người dân. Đất và người Quảng Bình cũng đã được tái hiện một cách sống động và tinh tế qua bộ sưu tập áo dài Quảng Bình Vương quốc Hang Đồng, Đồng Hới xưa và nay của nhà thiết kế Nhật Dũng. Đến với lễ hội đường phố Quảng Bình, du khách còn được theo dõi cả tiết mục múa dân gian cũng như hiện đại đến từ đội Lân Sư Rồng, các nghệ nhân của đội múa bông chèo càng xã Bảo Ninh, các nhóm nhảy và các em học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố Đồng Hới. Điểm dừng chân cuối cùng của lễ hội các Carnival Quảng Bình là quảng trường biển Bảo Ninh. Tại đây, du khách được thưởng thức các phần biểu diễn nghệ thuật đường phố, đồng diễn và nhảy dân vũ. Đây là hoạt động được tổ chức thường niên nhằm thu hút du khách đến với tỉnh Quảng Bình nói chung và thành phố Đồng Hới nói riêng, qua đó góp phần tôn vinh, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của quê hương Quảng Bình và tạo điều kiện để người dân có thể được tham gia, giao lưu và hưởng thụ những giá trị văn hóa. Trước đó tối 24 tháng 4, tại bãi biển Nhật Lệ, Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Bình phối hợp với Sở Du lịch tỉnh và Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Hới phối hợp tổ chức khai mạc lễ hội ẩm thực Quảng Bình năm 2018 với chủ đề Hương Nhật Lệ. Đây là hoạt động điểm nhấn trong khuôn khổ tuần văn hóa du lịch thành phố Đồng Hới và mở đầu cho mùa du lịch tỉnh Quảng Bình năm 2018. Là địa phương được đánh giá có nhiều tiềm năng và lợi thế để phát triển du lịch hàng đầu tại Việt Nam, tỉnh Quảng Bình không chỉ là vương quốc hang động mà còn là một trong những điểm đến về du lịch rừng và biển được du khách trong nước và quốc tế rất yêu thích. Trong đó văn hóa ẩm thực, nhất là ẩm thực biển với nhiều món ngon nổi tiếng, nguồn thực phẩm tươi sạch, dồi dào là đặc sản văn hóa độc đáo của Quảng Bình. So với mọi năm, lễ hội ẩm thực năm nay được tổ chức với quy mô lớn, với sự tham gia của khoảng 40 gian hàng đến từ các nhà hàng, khách sạn, doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh, cùng cả đơn vị đến từ Chiang Mai, Nakhon Phanom, Thái Lan, Khăm Buồn, Lào. Đây được xem là hoạt động mang dấu ấn giữa văn hóa ẩm thực gắn với du lịch biển. Mỗi món ăn mang đến lễ hội không chỉ là sự kết hợp của tài năng và sự sáng tạo trong lao động của những đầu bếp mà còn chứa đựng hương vị đặc sắc trong văn hóa ẩm thực của mỗi vùng biển, địa phương cũng như cả quốc gia lân cận. Tôi mang đến ở đây là cái món ăn của truyền thống của Lào và Thái Lan, đặc biệt là những cái món như là tự nhiên như là lần mồi hay là các cái thứ của bạn Lào và Thái Lan. Mong muốn nhất là mình phải làm thế nào để mình mời tất cả mọi người ở Việt Nam nói riêng và đặc biệt là Lào và Thái Lan cũng như bạn bè quốc tế đến quê hương mình, bởi vì quê hương mình là một quê hương biển rừng rất đẹp. Ngày hôm nay thì chị thưởng thức mấy món của Quảng Bình, đặc sản của Quảng Bình ở các miền, như bánh đúc của Ba Đôn, rồi là ốc khé của Minh Hóa. Qua cái lễ hội ẩm thực này thì chị cũng mong muốn là tất cả mọi người tới Quảng Bình đều là được thưởng thức tất cả các món đặc sản của Quảng Bình. Đến với lễ hội ẩm thực Hương Nhật Lệ, du khách và bạn bè gần xa có dịp trải nghiệm sâu sắc hơn về đời sống văn hóa tinh thần của người dân thành phố Đồng Hới. Đồng thời, hiểu thêm về một thành phố biển trẻ trung năng động, đang nỗ lực không ngừng để đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, phục vụ nhu cầu của du khách trong nước và quốc tế. Liên hoan này là để chúng ta giới thiệu cho du khách trong nước và quốc tế đến với cái thế mạnh nhất của cái ẩm thực Quảng Bình, trước nay đã nổi tiếng, nhưng mà bây giờ chúng ta cần phải giới thiệu rõ để cho du khách trong nước và quốc tế được biết. Cách làm truyền thống trước đây là chúng ta chỉ có biết mở quán và chờ khách. Còn bây giờ là thông qua cả cái lễ hội này chúng ta giới thiệu cả cái cơ sở của mình, nó có những cái mặt hàng nào nổi bật. Và trong đó chúng ta cứ đi cả cái gian hàng, chúng ta thấy họ làm cả cái tờ rơi, rồi cả cái các visit để giới thiệu về cái vị trí, địa điểm, rồi họ có những món gì để du khách người ta tự liên hệ và người ta tự đặt hàng. Đấy, đó là dần dần chúng ta thấy rằng là đây là tính chuyên nghiệp rất rõ. Đến với Đồng Hới trong những ngày này, du khách không chỉ được thưởng thức hương vị ẩm thực bên bờ biển Nhật Lệ, mà còn được thưởng thức cả chương trình văn hóa, biểu diễn nghệ thuật độc đáo sôi động với những điểm nhấn hứa hẹn sẽ mang lại cho du khách những trải nghiệm khác biệt và ấn tượng. Lễ hội ẩm thực Quảng Bình sẽ diễn ra từ nay đến hết ngày 27 tháng 4 năm 2018. Một số gian hàng sẽ kéo dài đến hết mùa du lịch năm nay. Thời điểm này, tỉnh Quảng Bình đang bước vào mùa du lịch với nhiều lễ hội, hoạt động thu hút một lượng lớn du khách đến tham quan và nghỉ dưỡng.
đây cũng là thời điểm dễ xảy ra tình trạng các cơ sở kinh doanh du lịch, dịch vụ không chấp hành việc niêm yết giá. Để bảo vệ quyền lợi cho du khách khi đến tham quan, nghỉ dưỡng tại các điểm du lịch dịch vụ trên địa bàn tỉnh, thời gian qua, Chi cục Quản lý Thị trường đã tập trung tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, đồng thời kiểm tra việc niêm yết giá và bản đồ giá niêm yết tại các nhà hàng, khách sạn, điểm kinh doanh dịch vụ. Qua công tác kiểm tra, phần lớn các cơ sở kinh doanh đã thực hiện nghiêm việc niêm yết giá và bản đồ giá niêm yết. Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng cũng phát hiện một số mặt hàng được bày bán tại các trung tâm du lịch không có nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ, hàng sử dụng do người dân nhập hàng từ các cơ sở chế biến thủ công. Đối với vấn đề này, các lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ nguồn hàng hóa và giá cả thị trường nhằm góp phần xây dựng thương hiệu cho ngành du lịch Quảng Bình. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua, Trường Chính trị Quảng Bình đã tổ chức thành công hội thi học viên giỏi lý luận chính trị lần thứ nhất năm 2018, ghi nhận của phóng viên Thiếu Sư. Tham gia hội thi có 9 học viên đến từ các lớp hiện đang theo học tại trường. Các học viên đã trải qua 3 phần thi gồm trắc nghiệm, viết bài luận và thuyết trình. Hội thi là dịp để các học viên có cơ hội giao lưu, học hỏi, trau dồi kỹ năng nghề nghiệp thông qua mỗi bài giảng. Qua cuộc thi học viên học giỏi lý luận chính trị lần thứ nhất, tôi cũng đã tiếp thu, học hỏi được nhiều kinh nghiệm. Cuộc thi đã truyền đạt cho tôi những thông điệp vô cùng quý giá, gợi mở sự tìm tòi, nghiên cứu và nâng cao nhận thức chính trị. Đây là một bài học lớn để tôi vận dụng vào thực tiễn, vận dụng những gì đã tiếp thu được để áp dụng vào cái công việc chuyên môn của mình. Bên cạnh đó, hội thi cũng góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt. Đây cũng là dịp để Trường Chính trị tỉnh đánh giá đúng thực chất công tác giảng dạy và học tập tại trường. Với cái hội thi lần này, chúng tôi không đặt ra cái mục đích nhiều, mà chủ yếu là cái bước để chúng tôi tiếp tục suy nghĩ và tìm những cái giải pháp quan trọng hơn để làm thế nào đưa cái việc giảng dạy lý luận chính trị trong nhà trường ngày càng thực chất và hiệu quả, góp phần tạo cái sự đồng thuận trong cả cán bộ, giảng viên, nhân viên và học viên của nhà trường có cái ý thức, có cái thái độ đúng đắn trong việc giảng dạy, trong việc học tập các bộ môn lý luận chính trị trong nhà trường. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba cho các học viên đạt thành tích cao. Mời quý vị và các bạn theo dõi lịch tiếp xúc cử tri của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình trước kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 14. Thời gian từ năm ngày 26 tháng 4 năm 2018, địa điểm buổi sáng tại hội trường Ủy ban nhân dân xã Quảng Trường, huyện Quảng Trạch, buổi chiều tại hội trường Ủy ban nhân dân phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn. Đại biểu tiếp xúc: ông Nguyễn Mạnh Cường, ông Nguyễn Văn Man, bà Cao Thị Giang. Thứ 6, ngày 27 tháng 4 năm 2018, địa điểm buổi sáng tại hội trường Ủy ban nhân dân phường Hải Thành, thành phố Đồng Hới, buổi chiều tại hội trường Ủy ban nhân dân xã Mỹ Trạch, huyện Bố Trạch. Đại biểu tiếp xúc: ông Nguyễn Mạnh Cường, ông Nguyễn Văn Man, ông Nguyễn Ngọc Phương. Thứ 5, ngày 3 tháng 5 năm 2018, địa điểm buổi sáng tại hội trường Ủy ban nhân dân xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa, buổi chiều tại nhà văn hóa trung tâm huyện Minh Hóa. Đại biểu tiếp xúc: ông Nguyễn Văn Bình, ông Trần Công Thuật, ông Nguyễn Ngọc Phương, bà Cao Thị Giang. Thứ 6, ngày 4 tháng 5 năm 2018, địa điểm buổi sáng tại hội trường Ủy ban nhân dân xã An Thủy, huyện Lệ Thủy, buổi chiều tại hội trường Ủy ban nhân dân xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh. Đại biểu tiếp xúc: ông Trần Công Thuật, ông Nguyễn Ngọc Phương. Thời gian hội nghị: buổi sáng bắt đầu từ 8 giờ, buổi chiều bắt đầu từ 14 giờ. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Ngay sau đây là những thông tin về dự báo thời tiết và bản tin thể thao.